Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thường xuyên tổ chức tuyên truyền quán triệt đến toàn thể hội viên chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ ở các địa phương đã thành lập 11 mô hình 1+1 và 10 mô hình 3 có, 3 biết. Mô hình 1+1 với nội dung một hội viên giới thiệu một phụ nữ vào hội và một tổ hội giúp một hội viên, nhằm từng bước thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia góp phần xây dựng chi hội thực sự vững mạnh. Mô hình chi hội 3 có, 3 biết gồm các tiêu chí: có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động, biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu hội viên. Đội ngũ cán bộ phụ nữ luôn tâm quyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội và phong trào phụ nữ. Từ mục tiêu xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long đoàn kết, nhân ái, khát vọng phát triển, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã ghi nhận nhiều gương điển hình tiên tiến và các mô hình thiết thực hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năm 2024 là năm mà các cấp hội tổ chức đánh giá việc thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2021-2026 để đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện tốt kết quả nghị quyết của nhiệm kỳ. Thì đến thời điểm này thì với sự nỗ lực của cán bộ hội toàn tỉnh thì chúng tôi thực hiện được 7 trên 8 chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thì qua theo dõi thì chúng tôi cũng thấy là ở mỗi nhiệm vụ trọng tâm, cuộc vận động phong trào thi đua cũng như là 2 khâu đột phá thì đều có những cái điểm nổi bật thực hiện đạt so với cùng kỳ. Cụ thể là ở 2 khâu đột phá của hội, đó là xây dựng tổ chức hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, thì đã góp phần nâng cao năng lực cán bộ hội cũng như là xây dựng được những cái mô hình tập hợp phụ nữ. Đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thì cũng đã đóng góp cho cái việc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đặc biệt là cái việc mà hội phụ nữ cơ sở mà đăng ký các cái công trình phần việc của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới cũng như là hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế. Còn đối với cái chương trình mà hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì cũng đã phát huy được các chị em trong hỗ trợ các chị em phát triển kinh tế gia đình. Thì đến thời điểm này thì qua vận động thì chúng tôi cũng thực hiện được gần 200 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 6.000 hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Việc hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ được các cấp hội cụ thể hóa thông qua việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tư vấn hỗ trợ thành lập mới 7 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã do phụ nữ hỗ trợ và quản lý lên 34 hợp tác xã. Ngoài ra, Vĩnh Long cũng có 194 tổ hợp tác, tổ liên kết, có sự tham gia quản lý của phụ nữ. Tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, các hội viên phụ nữ đã ra mắt tổ hợp tác trồng nấm bào ngư. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chị em kỹ thuật nuôi trồng nấm và hỗ trợ 10.500 phôi nấm cho 4 hộ gia đình. Gia đình bà Lê Thị Linh tại ấp Phước Long, xã Lộc Hòa trước giờ trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng bằng công việc bán hủ tiếu. Từ khi được hỗ trợ 1.750 phôi nấm bào ngư, gia đình đối ứng thêm 250 phôi. Hai vợ chồng bà đã có thêm nguồn thu mới trong thời gian nhàn rỗi. Sau hơn 3 tháng phát triển mô hình này, đến nay đã thu hoạch đợt thứ 10. Lợi nhuận thu được từ vụ đầu tiên đã có thể giúp bà đầu tư tiếp 2.000 phôi nấm cho vụ sau. Đến nay, tổ hợp tác này có 7 thành viên cùng nhau hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng nấm bào ngư. Đem phôi về thì gia đình trồng thì thấy cũng có hiệu quả, đạt tỷ lệ thấy cũng cao. Rồi nhầm lô bớ mới về thì nó cũng có hơi chút trục trặc, bị cũng như là mình chưa có gành lắm. Rồi cũng có theo tập huấn thì mình về mình rút kinh nghiệm, mình làm từ từ thì nó cũng quen dần. Mấy đợt sau thì nó có tiến triển cao hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội đã huy động từ tổ góp vốn xoay vòng và mô hình chị khá giúp chị khó được trên 6,7 tỷ đồng. Thành lập mới 90 tổ góp vốn, thu hút gần 1.300 hội viên tham gia. Từ đó đã có gần 3.700 hội viên được tạo điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, hội cũng đã giới thiệu hỗ trợ 61 phụ nữ có cơ hội được tư vấn, đào tạo, tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để phát triển các mô hình khởi nghiệp, ổn định thu nhập hàng tháng. Từ nguồn vốn vay, chị Nguyễn Thị Ngọc Sa tại phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long đã vươn lên vượt khó, phát triển kinh tế gia đình bằng việc đầu tư trồng cây sương sáo, thu hoạch thân và lá để chế biến thạch. Ban đầu chưa có nhiều người biết đến sản phẩm của mình, nên chị đã tận dụng các nền tảng số để tìm kiếm khách hàng. Đến nay, mỗi ngày chị cung cấp khoảng 150 hộp sương sáo cho chợ và các điểm bán lẻ. Từ đó, chị đã trang trải được chi phí sinh hoạt của gia đình và lo cho hai con ăn học. Mô hình này cũng truyền cảm hứng cho chị em phát triển nông nghiệp đô thị thông qua việc tận dụng các điều kiện thuận lợi tại địa phương. Lúc ban đầu thì cũng như tôi bán lẻ thôi, như ở khách ở xung quanh ta nó mua với ở chợ đó, bán ở chợ, bán lẻ ở chợ thôi. Thì khi thấy bán được rồi những cái mối mà sỉ xung quanh đó, người ta thấy cũng muốn bán thì mình cũng có nấu, mình giao cho họ bán. Cũng là một cái kinh phí mà mình để trang trải gia đình, như cho con đi học, như đám tiệc ăn uống hàng ngày vậy. Các cuộc thi về ý tưởng, dự án khởi nghiệp dành riêng cho phụ nữ cũng được tổ chức thường xuyên nhằm giúp chị em mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Từ hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp, trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh, những dự án có khả năng thương mại hóa được tham gia vào các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý của phụ nữ. Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, hội viên phụ nữ cũng sẵn sàng góp sức mình hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế trong xã hội. Các cấp hội phối hợp tổ chức khảo sát, nắm tình hình phụ nữ nghèo, cận nghèo để kịp thời có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Qua đó, từ năm 2023 đến năm 2024, Ban điều hành đã hỗ trợ xây dựng mới 8 mái ấm tình thương, sửa chữa 4 căn, giúp chị em có ngôi nhà vững chãi, yên tâm lập nghiệp. 8 thành viên trong gia đình của bà Nguyễn Thị Bé Ba tại khóm 2 thị trấn Cái Nhum đã từng sống trong một ngôi nhà chật hẹp với diện tích 48 m². Mỗi khi trời mưa nước tràn vào nhà, không có chỗ sinh hoạt. Qua quá trình rà soát, tìm hiểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương đã vận động các nhà tài trợ xây mới cho gia đình ngôi nhà mái ấm tình thương. Bên cạnh đó, hội cũng hỗ trợ bà tiếp cận nguồn vốn vay để mở sạp bán trái cây, ổn định thu nhập hàng tháng. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng tiếp tục thành lập mới và duy trì hiệu quả các mô hình từ thiện, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức hội trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cái Nhum duy trì việc thăm hỏi, động viên và có sự hỗ trợ kịp thời đối với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, hội đều đến thăm tặng quà cho các chị thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, cũng xem xét tình hình để giới thiệu việc làm phù hợp giúp các thành viên trong gia đình vươn lên vượt khó. Hoạt động đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong hội, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm 2024 thì từ hồi đầu năm tới giờ, Hội Phụ Nữ cũng thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Thì Hội Phụ Nữ cũng là vận động sửa chữa là 2 cái máy ấm tình thương và cất mới 1 cái máy ấm tình thương, là trong đó là 2 cái hội viên cận nghèo và 1 cái hội viên phụ nữ. Ngoài cái hỗ trợ cho chị em là thực hiện tốt cái công tác là an sinh xã hội, thì bên cạnh đó còn thực hiện tốt cái công tác xóa đói giảm nghèo. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng hỗ trợ vốn bên ngân hàng chính sách xã hội để cho các chị có được cái nguồn vốn đó, đầu tư cho các chị về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật, thì các chị sẽ làm ăn, thì các chị vươn lên, thì các chị sẽ thoát nghèo được, ổn định với cái cuộc sống của mình mới giảm nghèo bền vững được. 3 năm qua, chương trình Mẹ đỡ đầu của các hội viên phụ nữ cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm kết nối uy tín của nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị tài trợ, chung tay hỗ trợ chăm sóc bảo vệ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, các cấp hội đã vận động được 265 mẹ nhận đỡ đầu 462 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ đã duy trì mô hình chiếc kẹp nghĩa tình và sợi len hồng hơn 1 năm nay. Chị em trong hội tích cực thu gom, vận động các nguyên liệu như len, giải dụng, dây rìu băng, rồi tự tay sáng tạo nên những chiếc kẹp, vật phẩm trang trí, sau đó bán trên các trang mạng xã hội. Lợi nhuận thu về từ mô hình này được hội sử dụng cho công tác hỗ trợ thường xuyên đối với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ khiếm khuyết trên địa bàn. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu thì được hội triển khai kế hoạch thực hiện vào cuối năm 2023 và được trích từ các cái quỹ, các mô hình như là chiếc kẹp nghĩa tình hoặc là biến rác thành tiền để tạo một cái quỹ giúp đỡ, hỗ trợ cho các em. Ngoài ra các hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các bác thì ngoài ra các ngày lễ như là Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi thì hỗ trợ các phần quà hoặc là nhân cái ngày mà năm học mới thì sẽ hỗ trợ tập cặp sách cho các bác. Trong những năm qua, các hội viên phụ nữ cũng thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Là người đi đầu trong việc vận động chị em tạo dựng, giữ gìn mỹ quan nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Chi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp 6 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, đã tích cực vận động các hội viên trồng mới và chăm sóc các tuyến đường hoa. Từ đó, nhiều tuyến đường trong ấp đã được phát quang, dọn vệ sinh và trồng hoa dọc theo hai bên. Công tác chăm sóc hoa cũng được các chị thực hiện định kỳ hàng tuần. Bên cạnh đó, để giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại địa phương, chị em trong chi hội cũng đã có sáng kiến và nhân rộng mô hình phân loại rác hộ gia đình. Mỗi hội viên tham gia được cấp thùng rác và được hướng dẫn cách phân loại các loại rác vô cơ, hữu cơ, chất thải nguy hại. Với cách làm đơn giản này, lượng rác thải nhựa bị vứt không đúng chỗ đã giảm đáng kể, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn mỹ quan nông thôn mới. Để giữ vững cái nông thôn mới nâng cao cho xã, thì qua cái phát động phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hậu Lộc thì tôi về địa phương của mình là chi hội phụ nữ ấp 6 phát động cho là từng hội viên của chị em phụ nữ hiểu và thực hiện tốt về là thực hiện cái mô hình đó là 503 sạch, kiểu 503 sạch rồi là phân loại rác. Thì qua cái phát động phong trào của hội thì chị em phụ nữ lúc đầu thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn, mấy chị em thì cũng chưa có hiểu, do đó mà tôi muốn cho phong trào này nó phát triển mạnh, diễn mạnh hơn, cho nên là tôi vận động tuyên truyền cho chị em hội viên chúng ta những cái cuộc họp tổ, rồi là về những cái buổi mà họp về là tuyên chuyên đề ha, thì quý chị em cũng đã là hiểu được, là thấm nhuần được là cái những cái mô hình mà là chị em phụ nữ chúng ta cái trách nhiệm của chị em phụ nữ trong cái gia đình. Qua cái thực hiện như vậy thì để nhằm là duy trì là giữ vững là cái xã nông thôn mới nâng cao, để là tiến tới là cái xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì rồi nhằm là cũng là đưa cái phong trào của hội phụ nữ ngày càng vững mạnh hơn. Xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình cũng là địa phương đi đầu trong cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Các cấp hội đã tổ chức nhiều cuộc thi nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ, nỗ lực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, văn minh và tiến bộ. Những tiêu chí không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp được chị em quyết tâm nỗ lực thực hiện. Từ cuộc vận động, chất lượng cuộc sống của phụ nữ đã được nâng lên, tích cực cùng địa phương giữ vững các tiêu chí của xã nông thôn mới. Qua các chương trình phát động phong trào đăng ký thực hiện cái 503 sạch thì hàng năm thì hội phụ nữ xã là phát động trong hội viên để làm sao cho hội viên thấy được cái tầm quan trọng của việc thực hiện cái nhất là cái ba sạch, về cái sạch bếp, sạch nhà và sạch nơi công cộng. Thì qua nhiều năm thực hiện như vậy thì các chị em hội viên cũng có thấy được cái tầm quan trọng của việc giữ gìn cái nhà mình sạch như thế nào. Thì từ đó thì tạo cái sức lan tỏa trong hội viên để nhiều người thực hiện hơn. Thì bên cạnh đó thì hàng năm thì hội phụ nữ xã cũng đã có cái thực hiện cái khen thưởng qua các cái đợt như là 8 tháng 3 và 20 tháng 10 để tạo cái sự lan tỏa. Thì đến nay thì hầu hết các chị em hội viên thì đã thực hiện cái phong trào này là rất là nhiệt tình. Thì bên cạnh đó thì cũng đã góp phần cho đảng ủy, ủy ban thì thực hiện cái tiêu chí là môi trường trong cái 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những cái tuyến công cộng mà những cái tuyến đường lớn thì hiện tại bây giờ là đã thực hiện được cái đèn sáng ở nơi công cộng, rồi là bông hoa thì đã phủ khắp ở các cái tuyến đường chính. Thì bây giờ là tiếp tục là thực hiện những cái tuyến đường nhỏ lại. Thì đảng ủy xã cũng đã có cái chương trình đó là sẽ nhân cây giống để phát cho hộ dân, để là hộ dân thấy được cái ý thức là tự trồng rồi tự bảo quản, để làm sao những tuyến từ tuyến lộ chính cho tới tuyến lộ nhỏ thì phải là sáng xanh sạch đẹp trên toàn tuyến xã của xã Hòa Lộc của chúng ta. Trên cơ sở các cái chỉ tiêu đạt được đến thời điểm này thì chúng tôi cũng sẽ rà soát lại những cái hạn chế để chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt là tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ vào tổ chức. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng sẽ tập trung để xây dựng các giải pháp để cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh sẽ đạt được chỉ tiêu tập hợp hội viên phụ nữ là phải trên 60%. Cái thứ hai là chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch để hỗ trợ cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy những cái giải pháp cũng như là sẽ tranh thủ phối hợp với các ngành liên quan để làm như thế nào thực hiện tốt nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra. Những kết quả mà các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được là động lực để chị em tiếp tục phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, tích cực cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần, hướng đến hoàn thiện hình mẫu người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.